Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay cùng mình tiếp tục trải nghiệm tựa game kinh dị, đầu tiên sẽ là Wendy Chapter 2. Okay, best mod đấy nhé. Let's go. Di chuyển nào. Ai đây ta? Ai đây ta? Ai sẽ là nhân vật cho mình bắn đây ta? Không có grandpa. Đây đây, grandpa đây, grandpa đây. Không có gì hết. Máy bay. Cho mình xin này. Sắt máy bay nè. Yes, sir. Đúng rồi. Sao đây nào? Mình chờ con grandpa ra đây nhá. Sao đây nào? Đúng rồi. Chưa hết tài. Đi rồi. Thôi.
cứ yên tâm. Play for Rainy. Start it. Now what?
xuống ứng dụng. Miss. Bút gì hết trơn. Green cake. I think I heard a noise around here. Đây nè. One, two, three, four. Little mouse.
lên. Phòng. Phòng. Ấy. Trời, cứu tôi. Trời ơi. Mắc quẹt. Không có gì hết. Repon K. Coconut. Su coi không mua gì hết. No. Mày đi. Quên đi tìm lại rồi đó. Cẩn thận hay nghe. Shotgun me. Oh my god. No. I've been unsure. Công thức. Tắt hết đèn đi nha. Tìm mình à? Bên tường. Tìm xuống. Thank you.
Mm-hmm.
You all turned into pigs. Please come to me, Linton. It seems that this drink contained my father's concoction. But how is that possible? Chìa khóa nào? Không có. I can't believe it. I can finally get out of this place. I need to find help.